Hi, em An xin gửi lời chào đến tất cả chị quan thân yêu. Mới nhất trong ngày hôm nay, thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2021, và em An sẽ giới thiệu cho chị một mẫu xe Volkswagen C. Với tài chính của anh chị trên 200 triệu là giá chị đã sở hữu một chiếc xe thương hiệu của nước Mỹ, và chiếc xe này thực sự còn rất đẹp, rất mới, 2015 nhưng chất xe cực kỳ là mới và đẹp. 2015 Chevrolet Cruze số sàn 2015 màu vàng đồng, cái màu cực kỳ là sang và kiểu dáng, các bạn chắc chắn là kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn, bắt mắt, hầm hố, cứng cáp và liền lạc. Nói về khả năng trải nghiệm thì rõ ràng Chevrolet Cruze chắc chắn là không làm anh chị thất vọng. Một chiếc xe đã được rửa dọn và làm đẹp nên cho chị. Ngày hôm nay em An để cho chị cái chiếc xe số sàn 2015 này, 285 triệu anh chị nhé, cho chiếc Chevrolet Cruze số sàn 2015, 285 triệu. Xe đã được trang bị về mưa, phim cách nhiệt, chén cửa đầy đủ hết rồi. Và anh chị có thể thấy là dàn đồng rất là bóng bẩy mới, và lớp sơn zin còn rất là nhiều trên mẫu xe này. Đó, xe đã trang bị 4 vỏ Michelin và em An đã nổ máy lên rồi. Anh chị có thể thấy là tiếng máy động cơ rất là êm ái. Đó, với một chiếc Chevrolet Cruze mà những cái cục keo xanh này vẫn còn zin, chứng tỏ máy chưa ra, chưa đụng chạm cái gì cả. Thường thường những dòng Chevrolet Cruze khi mà em An bán á, là cái gioăng mặt máy này họ sẽ thay bởi vì nó xì dầu, nhưng chiếc xe này vẫn còn nguyên bản luôn. Đó, và những cái chi tiết ốc này anh chị thấy là nguyên bản hết nhá. Đó, chưa tháo mở động chạm bất cứ chi tiết ốc nào cả, mới tinh luôn. Đó, những cái chi tiết này 2015 nhưng chiếc xe thực sự đẹp và chất lượng, vẫn là cam kết tuyệt đối lỗi cho anh chị. Đây, tất cả những cái chi tiết ốc phuộc chưa tháo mở, những cái bình nước máy này, nước mát này, đó, mới tinh như vậy này. Xe thì zin liền lạc nguyên bản luôn, các ốc cabo chưa tháo mở bất cứ chi tiết đâu cả. Xe quá đẹp, cabo zin nha anh chị nhé, chưa mất một phân keo chỉ nào ở đây hết á. Bao cho chị luôn. Máy thì mới tinh này, tuyệt đối là không có đụng chạm ảnh hưởng đến những cái khung xương này. Như vậy là đủ để anh chị hiểu một cái xe nó đẹp mới thế nào rồi. 2015 anh chị nhé. Đấy, những cái ốc này zin hết luôn. Keo chỉ zin hết anh chị nhé, keo chỉ zin hết. Máy thì quá êm ái đấy, anh chị có thể thấy em An nổ máy rất là êm nhé. Đấy, những cái khung xương dưới kia là không ảnh hưởng gì. 285 triệu giá đã giảm cho chị luôn. Đó, hôm trước thì em An đã thú thực là mẫu xe này em An đã nhận cọc rồi. Đó, ngay khi vừa về em An nhận cọc, nhưng mà anh trai này thì anh trai xoay tiền không kịp. Đấy, không kịp thì hôm nay thì em An đã làm đẹp lên rồi. Đấy, và quay chi tiết mẫu xe này 285 triệu giảm cho chị 4 triệu. Dưới đèn gầm sương mù và mặt ga lăng mạ chrome, giữa là biểu tượng rất là quen thuộc của Chevrolet, biển Tây Ninh anh chị nhé. Đấy, đến phần thân xe thì anh chị có thể thấy là em này đã được trang bị 4 vỏ Michelin mâm R16, 4 thang đi ABS mâm đúc màu trắng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, Michelin này ấy, vỏ mới tinh luôn anh chị ạ. Đấy, tuyệt đối là không mục mọt mối mọt gì ở đây. Đó, anh chị có thể thấy là nguyên bản luôn. Các đường lườn này, anh chị có thể thấy là nó mới như này này, mình thùng thẳng căng luôn. Đấy, xe này em An đã đánh bóng rửa dọn lên cho anh chị. Em này về cũng chẳng phải sơn gì cả, nó còn mới tinh. Đấy, anh chị thấy không, hầm bánh này, đấy, những cái đường lườn này mới tinh luôn. Thì như vậy là anh chị đủ hiểu là xe này nó mới thế nào rồi. Đó, đây, đó, mới tinh luôn nhé. Đó, quá đẹp nó. Kiểu dáng thiết kế, cái dáng của Chevrolet Cruze không ở lỗi thời, bền form lắm, bền form, rất là bền form. Và em An đã trải nghiệm mẫu xe này, và rất nhiều anh chị và hàng thân yêu khi mà đã sở hữu mẫu xe này rồi thì sẽ không muốn đổi sang mẫu xe khác, bởi khả năng trải nghiệm của dòng nó rất là đầm chắc. Đây, vỏ Michelin mới tinh hết đấy anh chị nhé. Đấy, dánh sâu này, mới tinh luôn. Đó, rất là đáng tiền, 285 triệu thôi, anh chị có ngay một em Cruze số sàn. À, sau cũng được trang bị 4 mắt cảm biến sau chị nhé, 4 mắt cảm biến sau. Đấy, 4 mắt cảm biến sau đầy đủ này. Cho anh chị xem cái hầm bánh này. Đấy, mới không ạ? Đấy, anh chị thấy không? Tuyệt đối là không mục mọt gì cả. Và cái ống xả này nó còn mới tinh này. Đó, quá chất lượng luôn cho một em Cruze này. Thực sự đáng tiền, đáng tiền. Đây thì chủ xe vào một cái đuôi gió màu đen này nhá, nhìn nó khá là thể thao luôn ạ. Em An sẽ mở cái đây, sẽ mở bên trong. Ok,
Đây, em An sẽ cho anh chị xem qua nội thất luôn. Đây, nội thất thì em này nguyên bản là ghế lỉ nhưng đã được chủ xe bọc ghế da cho anh chị rồi nhá. Ghế da hai màu. Đó, đèn xám luôn. Hai túi khí an toàn. Đấy, một cái đầu CD zin đeo xe. Đầu CD zin đeo xe này. Đấy, điều hòa auto. Các cục cần số đây. Còn chuẩn chỉ và đẹp lắm. Đó. Cục cần số rất là ok. Em này đang chạy 65.000 anh chị. Đúng chất luôn. Đúng chất luôn. Cực kỳ mới. À, có thể là rất là mới. Đấy. Gương chống chói này. À, xin lỗi chị. Em này đã được trang bị camera lùi trên đây này. Đó, camera lùi. Vô lăng 3 chấu này. Tích hợp nhé. Đấy, vô lăng tích hợp cho anh chị luôn. Đấy, vô lăng còn rất là mới. Một chiếc xe liền lạng. Các chân côn này, chân ga, chân thắng này. Đấy, mới đinh luôn. Đấy, những cái bậc lên xuống này, ốp mạng chrome này. Đấy, gần như không có xước, chảy xước gì cả. Đây, những cái bản lề bên trong rồi đây. Đây chị thấy không? Zin đét luôn. Đó. Siêu đẹp luôn. 2015 anh chị nhá. Đấy. Em này thì khối lượng bản thân 1 tấn 285, 1.285 cân, tải trọng 503 kg. Đấy, sản xuất tại nhà máy xứ Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội. À, 25. Quá tuyệt vời, một em xe như này chất lượng đúng không ạ? Đấy, các tabi này, các tabi mới này. Đó, mới tinh luôn. Và những cái chi tiết ốc cửa là anh chị có thể thấy là chưa tháo mở bất cứ một chi tiết ốc nào cả. Và em An bao cho chị từ máy zin, khung gầm, keo chỉ zin tuyệt đối luôn. Đó, tất cả các cửa, ốc cửa, cabo, cốp đó là chuẩn chỉ cho anh chị nhé. Đấy. Thì ra mua một chiếc xe như này nó rất là tuyệt vời. Đấy, dù đời thấp hay đời cao, dù xe nhiều tiền hay ít tiền thì bên em vẫn phải là cam kết chất lượng cho anh chị về vấn đề lỗi động cơ khung gầm. Đó. Xe nào mà mất keo chỉ thì em An cũng báo luôn cho anh chị. Có thể nhiều chiếc xe nó bị mất một chút keo chỉ là không tránh được. Đó, cái đó là lỗi chấp nhận được. Nhưng em An cũng sẽ thông báo cho anh chị hai cái đèn trần nhé. Đấy, trần thì sạch sẽ này. Đó. Hàng ghế này thì ngồi, đây là mỗi phân khúc hạng C mà. Đấy, hàng ghế ngồi nó rộng rãi, thoải mái lắm anh chị. Đó, đây, một bệ tì tay này. Đấy, chứa nước đầy đủ luôn. Siêu mới đúng không ạ? Đó. Táp bì mới tinh. Đó. Thực sự đẹp đúng không anh chị? Táp bì mới lắm. Đó. À, tất cả những cái chi tiết này. Đấy. Không mất một phân keo phân chỉ nào. Tuyệt vời đúng không ạ? Ok. Rất là đẹp rồi. Đây, đến phần khoang hành lý nha anh chị nhé. Em này thì chứa đồ quá là sâu và rộng rồi. Tha hồ cho anh chị để đồ. Đó. Tuyệt vời không ạ? Đó. Các đinh bấm này. Đinh bấm hai bên còn nguyên này. Đấy, keo chỉ không mất phân keo chỉ nào hết. Đó. Giá vừa túi đúng không ạ? Rất hợp lý cho anh chị luôn. Đó là chị đã có một chiếc xe chất lượng. Đi gia đình tuyệt vời luôn. Đó. Thật ra với một chiếc xe mà đời 15 như này thì thực sự là nó quá đẹp anh chị. Em An có thể khẳng định là nó quá mới. Chủ cũ đi cực kỳ là giữ gìn những cái chi tiết mổ này. Anh chị có thể thấy một chiếc xe đi giữ gìn nó như vậy này. Giá trị của một chiếc xe nằm ở đó. Mọi chi tiết nó mới và hoàn hảo. Đây bên trong những cái lót cốp này nó còn mới tinh. Đó, chưa có bị mốc. Mốc lấm gì cả. À, lót cốp bằng mủ cũng có luôn. Đấy, tránh trường hợp nhiều lúc anh chị để cái đồ nào dơ. Đấy, vỏ sơ cua này vẫn là vỏ cum hô theo xe nhá. Vỏ sơ cua này đây. Đết là tuần thứ 3 2015 này anh chị thấy không? Đấy. Mới tinh luôn. Đấy, bộ mâm này. Mâm đúc luôn nhá. Mâm giống màu của mâm đúc luôn, giống màu giống bốn bánh còn lại. Đó. Sơ cua này thì đúng là cũng chỉ lướt nhẹ thôi. Đấy. Vào cho anh chị 4 vỏ Michelin. Xe này em đã nói thật luôn, cái độ cách âm rất là tốt. Đấy, mà đã vào lại vỏ 4 vỏ Michelin nữa thì đúng là cách âm nó càng tuyệt vời hơn. Đấy, ốp lắp bình xăng vào cho anh chị rồi. Đấy, vỏ đây. Quá ổn luôn, Michelin này. Đấy. Tuyệt vời luôn. Đấy, anh chị thấy không? Những cái chi tiết bên trong sạch sẽ và không hề có mục mọt gì cả. Đó. Đó. Mới lắm anh chị. Đó. Mới lắm. Bình thùng rất thẳng. Đây. Đó. Đã bật lên xuống này. Đấy, những cái bản lề này mới tinh luôn. 15 kiếm một em xe như này là rất là khó nhé. Đấy, tất cả những cái chi tiết ốc chưa động chạm bất cứ một chi tiết ốc nào cả. Zin nguyên bản nha anh chị nhé. Đây, tabi đây.
quay chi tiết để anh chị biết được giá trị của chiếc xe. Đó. Xe thì anh chị cứ cọc online, em An sẽ giao xe tại nhà. Xe mà không đúng như miêu tả hoàn tiền 100%. Đó. Các khung cửa sổ là mạ chrome hết rồi. Xinh nhan tích hợp ở gương chiếu hậu nhé. Ngày xưa có thể là chủ xe độ cái cam cặp lề nhưng mà chắc giờ là hư rồi. Đó. Đây. Đấy, anh chị thấy những cái chi tiết nó mới thế này đây. Quá đẹp. Ở đây nó hơi chật một chút nên em ăn quay nó hơi khó. Đó. Nhưng mà em ăn bao cho anh chị là tất cả các cửa là keo chỉ zin, cốp, cabo cũng là zin hết. Đấy, zin tuyệt đối luôn. Em này thì thực sự đáng để sở hữu anh chị. Dưới 300 triệu thì rõ ràng đây là một chiếc xe duy nhất tại siêu thị ô tô Bình Dương đáp ứng được nhu cầu của anh chị, vẫn khả năng trải nghiệm tốt. Đó, xe đẹp và dưới 300 triệu. Đó. 4 vỏ Michelin cho anh chị. Vỏ này thì anh chị chạy khoảng 3-40 ngàn nó thoải mái luôn. Đấy, khám phí còn đến tháng 3 năm 2022 chị nhá. Rồi, em An vừa gửi đến anh tất cả anh chị quan thân yêu của em An rất nhanh mẫu Chevrolet Cruze số sàn màu vàng đồng 2015, chủ xe mới chạy 65 ngàn, xe đẹp tuyệt vời luôn. 4 vỏ Michelin và với tài chính dưới 300 triệu thì đây là một chiếc xe đáng để sở hữu anh chị nhá. Và anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo em An, giá tốt cho chị chỉ có 285 triệu thôi. Cảm ơn chị rất là nhiều và hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào và gặp lại anh chị. Xin chào.